Vâng, em xin chào mừng các anh đã tiếp tục trở lại với kênh của Nguyên Vũ Audio. Và để ủng hộ cho kênh thì các anh vui lòng chúng ta ấn nút đăng ký kênh ở ngay bên góc bên phải màn hình cho em nhé. Những anh nào chưa đăng ký kênh thì các anh đăng ký kênh giúp em. Còn những anh nào mà đã đăng ký rồi thì thôi. Đấy. Ai chưa đăng ký cho em nhé. Thì là sau này ví dụ như có hàng mới nó về thì các anh sẽ có những cái thông báo được gửi về máy của các anh trên YouTube để các anh có thể là tiện theo dõi cái sản phẩm hơn. Đấy thì đây là một cái con cục công suất kiêm giải mã của Onkyo này. Hàng về thì như các anh có thể thấy ở đây là các cái mặt niếc rồi là nắp niếc là nó còn rất ok. Đấy. Còn tất nhiên đây là hàng bãi thì có thể nó sẽ vẫn có một vài vết nọ vết kia một tí xíu, có chút xước sát thì nó không tránh được 100%. Đấy. Nhưng đây là con này hàng rất là đẹp, các anh nhìn nhá. Đấy, rất là đẹp nhé. Con này thì được có mã là con Onkyo FLX7DV. X7DV các anh nhá. Đấy. Con này thì mình vừa làm công suất được, mình vừa làm giải mã được nhé, vừa chơi nhạc được trên điện thoại và vừa chơi nhạc được trên TV Smart qua đường quang được. Đấy, đầy đủ hết các chức năng luôn. Đấy, con này có bản thân là có công suất thì mình có thể là ghép với những cái đôi loa bass nó khoảng tầm 13, 14, 16 đổ về. Đấy, loa size trung hoặc size midi được ghép rất ok. Đối với công suất của cái con này là 65W và điện 100V các anh nhé, hàng mới đến ra bần này. Bây giờ bần điện 100V nhé. Đấy. Thì để kết nối máy tính điện thoại là các anh có thể kết nối với đường line in đây hoặc là đường tép in ở đây. Hai đường này mình có thể kết nối được để chơi nhạc từ điện thoại máy tính ra. Và ngoài ra thì ở đây nó có đường tép out này. Thì với cái đường tép out này thì là khi mình cắm đường quang vào đây đấy, hoặc là mình cắm điện thoại vào đây thì mình có thể là xuất tín hiệu ra đây để đưa xuống cái bi to hơn. Đấy, để mình to hơn để mình làm nếu như mà đường quang thì làm giải mã quang ra về, còn nếu như là đường điện thoại nó sẽ là đường để gọi là đường vào một ra hai để mình kết nối xuống dưới, nói chung là nó sẽ là cổng chuyển AV ra AV để đưa xuống dưới âm đi nhá. Đấy. Giải mã thì là quang giải mã thành AV thì là giải mã, còn đâu là AV đưa vào AV đưa vào và đưa ra AV thì nó không phải là giải mã đâu, nó chỉ là chuyển tiếp tín hiệu thôi nhá. Đấy, cái hai khác nhau nhá. Đường quang biến thành đường AV thì gọi là giải mã, đúng không ạ? Nhưng từ đường AV thành đường AV thì không ai gọi là giải mã cả, nó chỉ gọi là tiền chuyển đổi tín hiệu thôi. Đấy. Bác nào người nào bảo với các bác là đường AV đưa AV là giải mã thì cái này là người ta nói không đúng nhá. Đấy. Đấy, còn ở dưới này các anh nhìn ở dưới này sẽ có thêm một hệ thống các đường breakout cho hệ thống 5.1 này để mình có thể là ghép với những cái con súp như kia. Đấy, những con súp trên kia. Đấy, con súp các anh nhìn thấy con súp ở trên cái giá sắt này. Đấy, hoặc con súp ở dưới này này. Đấy, là những con súp 5.1. Các con súp 5.1 chuyên dùng cho Onkyo thì các anh ghép vào đây, các anh có thể là sử dụng thành, các anh có thể là nâng cấp con này thành một cái bộ preamp, một bộ pre để dùng cho 5.1 nhé. Và lúc này thì các anh có thể là lắp thêm ở đây là 1 2 3 cái loa vào nữa để thành hệ thống loa surround, loa center, và hai cái loa các anh lắp vào đây nó thành thành 5 5 loa, một súp ở đây thì thành 6 loa, như vậy là sẽ thành hệ thống 5.1 được. Đấy, để nghe nhạc và xem phim. Đấy, được không ạ? Thì con này mai sau mình có thể mở rộng thêm đến 5.1 nếu như mình mua thêm các cái súp của Onkyo, các cái súp 5.1 của nó nhé. Đây còn là bây giờ em sẽ test cho các bác cái chức năng của con này nhé. Đấy. Đấy. Con này thì hàng đẹp thì em đã quay cho các bác rồi. Đấy. Còn bây giờ em sẽ test các chức năng này. Đầu tiên là chức năng cắm điện thoại máy tính. Đấy. Là tình yêu đây, đường điện thoại đấy nha, các anh thấy không? Đấy nha, hai bên đều có tiếng này. Nha, hai bên đều có tiếng nha. Ok chưa? Độ nghe đó để chỗ stereo cho em nhá. Dịu dàng e ấp, ánh mắt em lung linh với chiếc cam tiêu em đội đầu. Từng anh theo khăn em chờ.
hai mươi đầu hết cũng đau. Nhớ lời hẹn thuở xưa hắn tiêu em chờ đợi anh. Nét hoa văn trên đầu mẹ truyền từ ngàn xưa, dáng xinh xinh dịu hiền nét duyên từ bao đời. Duyên ánh mắt nụ cười, duyên má hồng xinh xinh, dịu dàng em gái Thái, duyên dáng người anh thương, sao nàng ơi. Khăn tiêu thương, khăn tiêu nhớ, rơi từ mùa trăng lên, bên sàn em đợi người thương. Đấy, các anh thấy không, volume chạy ok này. Volume trơn tru đều số nhá. Đấy. Đường na chạy ok là đường điện thoại máy tính đường AV đấy. Bây giờ tiếp tục test đường quang nhá. Đây. Mình lên boost và chuyển nó sang đường digital này. Các anh lưu ý là khi chuyển được các đường vào với nhau thì bên lên vặn nhỏ tiếng xuống. Để tránh trường hợp là ví dụ như nguồn này nó khỏe hơn nguồn kia thì cuối cùng mức âm lượng thì cái nguồn nó khỏe hơn nó sẽ gây tiếng to hơn. Và mình đang nghe quen ở cái mức âm lượng như vậy với cái nguồn kia rồi thì nó tự nhiên nó to tiếng lên nó sẽ gây giật mình. Và thứ hai là nó gây sốc loa. Đấy, vừa tổn hại sức khỏe của mình vừa tổn hại đến loa của mình. Đấy. Vì cùng một nguồn âm thì nó tiếng nó ở cùng một mức âm lượng nhưng mà nguồn nó khác nhau thì nó có thể gây tiếng to nhỏ khác nhau. Và cái việc đột ngột gây to tiếng thì nó sẽ làm cho loa nó bị sốc và có thể gây chết loa. Đấy, nên các bác là nên lưu ý về cách sử dụng. Đây đường quang đây nhá. Anh phương trời nào quay về bên em. Đấy, con này thì là nó sử dụng công nghệ giải mã DNA-02 nha, nên là tiếng nó hay hơn các cái dòng DNA-0 trơn. Đấy. Và con này là giải mã không cần mồi nha, đây nó có đường quang độc lập luôn, nó không liên quan gì đến MD cả, nên là các bác có thể thấy đây đường MD đường riêng của nó luôn nhá. MD có đường riêng luôn mà đường quang có đường riêng luôn, các anh thấy không? Đấy, nên nó không liên quan gì đến nhau ạ. Được chưa? Đường quang chạy ok này. Còn về CD này, như có cái đĩa cũ đây em sẽ thử test xem như này. Đây để em lau cái đĩa này, nó bẩn quá. Đây này, cái đĩa thì em cũng đã lau qua rồi. Nhiều bác là về là dùng đúng cái đĩa như vừa rồi em dùng ấy. Đĩa rất là mốc, cũ rồi, xước sát đầy như này rồi nhưng mà các bác vẫn cố các bác dùng rất nhanh hỏng mắt nha, nên là các bác dùng thì được đĩa tốt cho em nhé. Cái đĩa này thực ra là em chỉ em dùng để em thử xem là mắt đĩa nó còn đọc tốt hay không thôi. Và em cũng xin nói luôn là những cái này nhé, chức năng CD này là em test thêm, em không bảo hành chức năng CD. Đấy. Cái này về các bác dùng thì bao giờ các bác dùng thôi. Đấy. Đây thì muốn chuyển sang đường CD chuyển nhanh thì bấm play ở đây luôn. Đấy, bấm play ở đây luôn sẽ chuyển sang luôn. Thực ra cái đời này đời DVD nhá, đường này đời DVD này, đời DVD tức là đời này nó chạy cả đĩa DVD nữa. Tuy nhiên thì ở đây em không có đĩa DVD, em thử em chỉ có đĩa CD em thử thôi. Và em thường thì nếu như mà thử mà CD đọc thì là DVD cũng vẫn sẽ đọc nhá. Còn em cũng xin nói rõ luôn là ở đây em có DVD em không thử được, em không biết là DVD có đọc hay không, em chỉ biết là CD còn đọc. Đấy. Các bác thấy không ạ? CD còn đọc nhá. Đấy. Còn vừa nãy nếu CD không đọc thì nó sẽ báo no disk rồi nhá. Đây CD vẫn đọc này, vẫn đọc CD nhá. Đấy thì bác nào về dùng thử DVD thì tự thử nhá. Và em cũng không có bao chạy gì DVD cả đâu nhá. Em cũng xin nói luôn này, rõ luôn, rõ ràng quan điểm luôn. Em bán cái này là chủ yếu là bán bao chạy công suất để về các bác cắm điện thoại máy tính các bác nghe nhạc. Đấy. Còn chức năng CD, chức năng DVD này cũng như chức năng MD, tí nữa em có thể test thêm cả MD cho các bác nữa. Thì các chức năng này em chỉ test thêm thôi bởi vì bây giờ mọi người là chả ai dùng đến. Chủ yếu là tâm lý mọi người, là em nói thật là cái tâm lý là chính, là đến 9-10 người thì rất nhiều khách hàng gọi cho bên em cũng đều như thế, tức là các anh cũng tâm sự thật, rất là thật. Các anh bảo là thực ra thì anh cũng chả dùng đến đi CD với cả MD bao giờ, nhưng mà tâm lý chung là anh mua hàng anh muốn nó chạy hoàn hảo thế thôi, chứ còn không phải là về để mà dùng các cái chức năng đấy, về hầu như là cắm điện thoại máy tính cả đấy nhá. Đây đường CD chạy này, ok chưa? Đây có đọc nha. Đấy. Này. Này còn MD này. Đấy, MD nhá.
Bình thường nếu không có đĩa MD ở trong này mình ấn thì nó sẽ không có đĩa ở trong nó. Như đây mình sẽ phải nhét đĩa vào này. Các anh nhớ là có chiều nhét nhá, không phải nhét chiều nào cũng được đâu. MD này nó có chiều của nó, và nếu các anh nhét nhầm chiều thì nó không bao giờ đốt đĩa nhá. Mình chuyển sang MD này. Đây, mình để đĩa vào này, để vào nó sẽ tự nuốt nhá. Còn nếu mà không đúng chiều của nó mà cách đẩy vào mà nó thấy nó kẹt kẹt là phải bỏ rút đĩa ra ngay nhá, đừng có cố nhét. Xong đến lúc mà nó hỏng ra thì lại ấy. Con này MD là có đọc đấy, nhưng mà không biết cái nút bờ đây MD là có vấn đề gì mà bờ đây không được. Chắc cái nút này lâu ngày nó ấy rồi, nó kém rồi nha. Thì đây là con X7DV nha. Đấy, CD còn đọc, MD là có đọc nhưng mà play không được nha. Giá con này là đi 1.250.000. Để anh nào đang có nhu cầu mua con này vui lòng liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0966 594 581, hoặc là 0979891682 nhé. Địa chỉ cửa hàng thì ở tại số 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Các anh có thể đến trực tiếp cửa hàng nhà em mua hàng, hoặc có thể đặt hàng online theo số 0979891682 hoặc 0966594581. Đấy. Thao tác đặt hàng đơn giản thôi nhé. Các bác cứ alo thì bên em sẽ giao dịch với các bác về vấn đề đó. Ok, em xin chào các bác. Vâng.